Bông đẹp. Bông. Ngồi chung bên quán ven đường, ánh mắt môi cười em làm say đắm lòng anh. Chuyện trò bên nhau ngồi kia mưa đổ liên hồi, nói chẳng nên lời anh làm sao duyên tin tôi. Rồi một ngày nào anh nói năm tháng trôi dần. Thì Phúc. Đọc dễ thì không? Đợi bia lạnh anh em. Hôm nay chắc chưa kịp lạnh thì chết rồi. Mình đang ngủ quá, mình cũng lạnh lạnh rồi, chắc cũng lạnh rồi. Được rồi. Vô được rồi. Đây thôi luôn nè. Im không? Sung luôn. Cái này tập nhậu lại rồi sao anh em, bữa này bỏ hâu quá giết rồi má nó xuống lên ha, làm gì trời không có tiền quà anh nó hay giết thế hết gì rồi sáng thứ sáu mày ăn chay 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 ghê á. Rồi đông tây nam bắc mà ngoại bốn bên rồi thứ sáu về tụ họp lại thấy gì ăn nấy mấy không cụ hộ mạnh tay lấy tên con sơ sư phụ mạnh giỏi nhá thằng năm nữa bỏ vô hồ lô nhốt lại nghe kinh kệ rồi đi lang thang ngoài rồi ngồi chỗ nào chỗ nào thích cái bộ không ngồi đây còn bên kia ngồi đây ngồi lát rồi dịp bé không ai ngồi dạ. Về cho ta mua băng cá ra ai chúng còn món nhà nó xem lốc mà nó nói ra còn nãy nhìn tay cũng nhậu tóc tay đâu nhìn nó đều đặn nữa ê đã trời còn ngủ mà nó không sừng nhiều bên nhà gì còn ngủ mà nó không xào nhiều nữa nó ăn canh chua cá mà nó uống bia dạ tàu á biết đâu tưởng là ba tay hai tay ăn chay thịt ăn xạo dĩa vậy thôi mấy miếng đồ đâu ăn nó trời ơi tàu hủ mà nó không sao nhiều nữa ăn canh chua cá chiên mà nó uống bia lâu quá không gặp buồn bã hả ừ đang ăn không được khó ăn quá mới nhổ ai cái à. Ăn gà cá đuối được mắm mắm bay bà mắm mắm vậy á phở là phải nó tái rồi phải tái có que giòn mới được không có que giòn là không ăn à sợ không có đâu được thơm đâu dặn cái nú không tao mua cái con ếch về tao múc á đấy đại ca ngồi như kia mình sai á ăn đổ lên đổ xuống có ăn mặn không mặn không mặn không dạ lạ hả lạ nhất hả chấm nước tương lạ vậy bỏ muối nhiều quá sao nó mặn ở nhà chó làm không xong gắp lên nó trong tối nữa mình sẽ coi nó chứ đây còn mấy lễ đi lễ nghỉ được thứ hai á bằng ạ chưa bắt ha trời chủ nhà vệ sinh dạng khô chiên rồi không nướng hơi hơi đó hơi hơi vậy đi ra làm bỏ vô lẩu đuối ngon có đuối là ngon lẩu lột ba lột sơ ủa mà lột chín xong rồi lẩu nấu lên mà đập bỏ vô thôi còn mấy miền Nam chơi đậu sống luôn ghê quá
Nô nó ăn nó tanh thấy mà. Tanh mình phải luộc chín rồi, bắt đầu nấu một tơ, nấu cái nước súp rồi ấy lên rồi. Nấu xong xuống nó đỏ nó vô thành sao? Thành phi rồi ấy thôi, mới mình đập lên mới tách bỏ vô. Rồi mùng tơ với thấy nhỏ kia nấu bí xanh á, bí đao á. Nó bạn đem qua cho tôi, cái chồng tôi nó khen quá trời luôn mà. Đang mất làm món này nữa. Từng rồi mẹ cũng làm hột gà là lộn với bầu á, ăn cũng ok. Bầu nó chua chua mà bí, thấy như chặt cái bí với mùng tơ vô dâm thôi. Thôi ăn nó tối quạo nữa. Cắm lưỡi cài xuống đất nữa mất công. Cũng thôi mái chạy đứt sên hoài. Làm cho bộ hả? Ở quy định cao đó, ta chổi, chổi. Hầu đi đồ đi qua ta chổi. Vô. Đây này là... Vô anh bóp. Bóp bóp. Ủa, bóp. Được không? Nó cho không? Ờ, sao cho không? Nó nấu tên tôi á. Mẹ bờ, chỗ mẹ bờ tôi cao 100 đồng tháng mà không nấu vậy. Nè, đi mua bông mua ghê chứ. Chào cả nhà. Nè, nó bán rẻ hả? Mai đi ra mộ bà nội. Ờ, mai hả? Không, nghe nữa chứ bà. Phải nghe. À, phải. Chú nào? À, chú có taxi mà quên. Chưa. Uber. Mời cả nhà, mời cả nhà vô cả nhà. Dạ. Tiền đi làm có 5 xăng, nấu dước ăn nhậu cái 100 đồng. Trời ơi. Sáng sát bên rồi. Có người có nhà là chợ mà sợ rồi. Để cô Tắc hả? Cô Tắc là mình cho 3 chai nước đó cô Tắc. Lẩu nè. Để cho 3 chai nước đó. Để đi. Để cho tôi 3 chai, cho chú Tắc 1 chai nữa. Water. Thank you, ở dưới nằm á. Trời ơi, mày ăn xe được rồi. Mày hai chai water. Hai chai water. Bottle water. Mai trả đi ăn kem. Mai qua đi ra bà nội đi ăn kem. Water. Ủa, mày biết làm tiền không? Mày còn hơn cộng sản rồi đó. Rồi, bà khỏe rồi bà. Rồi, xong rồi. Vừa tiên tại xong là nó giải tỏa luôn, đóng cửa luôn rồi. Cà phê đâu? Cà phê thằng Hậu nó chưa đem xuống mà. Trời ơi. Uống cà phê vậy? Cà phê ê, Trung Nguyên hay Cứt Tròn? Lâm Tỉnh. Ăn chứ Cứt Tròn. Ghê. Hậu nó mua giờ nó chưa đem xuống. Cảm ơn cái gì, không cà phê đâu. Anh tôi lại bỏ mười tay. Không có tổ chức vậy hả? Được. Nó từ thứ 6 mà. Bóp mà, ta chơi lớn à. Đổ tên luôn hả? Bóp. Và nhỏ đổ tên vậy. Nãy giờ Lucy. Nãy chưa? Sao mới rồi? Jessica. No Lucy. Lấy cái tên đó luôn. Cá lưỡi câu rồi đó. Tại trả yếu quá. Đây rồi quá, anh bóp này vô quốc tình. Ba tôi đặt vô tình cu Việt Nam á. Qua đây tôi đổi là tình bóp. Chúc mừng vô quốc tình đậu nha. Làm ly đấy. Bữa giờ gì vậy? Bữa giờ thi quốc tình bạc dữ ta. Bóp, tình bóp, B.O.D. Bỏ tên bây giờ làm lại nó tùm lum hết thôi. Không, anh đâu có vậy. Anh đổ là nó đổ luôn, anh đổ xô xô lên nó đổ lại cho anh luôn à. Đổ xô xô giờ. Đổ phần lấy. Lô hòn đề trong đó, giờ anh gặp anh đổ nó gỡ quốc tịch lên. Cái bằng là anh đổ tên, anh gỡ xô xô, anh xô xô là anh tên khác luôn à. Anh không cần đổ cái gì hết. Lúc mình quốc tịch, muốn mình thi á, nó không mình có đổ đúng, đúng như vậy á. Người về mình chỉ cầm quốc tịch đổ là cái xô xô là đổ lại tên anh luôn. Cái xô xô đó nó làm trong đó luôn á. Làm nó đổ luôn, nó add vô luôn hả? Giờ dễ vậy? Dạ, thằng bên dễ đó, xong nó đẩy về luôn. Ồ, vậy là nãy dễ, để vậy chứ không có con quỷ kia nó ăn thêm mấy chục đồng nữa. Nó đẩy vô đó. Cái gì dễ bỏ tên vô. Rồi bắt đổ bằng lái rồi, bằng lái tên. Phải đổi, có bằng lái đâu đổi. Không, giờ nó còn ăn ta nữa mà. Giờ đi cái ăn lai đi bằng giết được rồi. Cứ đổi tên mà giờ đổi tên thì phải đổi tên trong hãng nữa. Đổi tên, đổi tên gì hả? Đổi
nó làm cái chết rồi thôi, đưa bằng lái nó làm cái chết luôn. Có hồn, lấy luôn đi. Thành tâm mẻ mà quốc, thành tâm mẻ luôn kìa. Đó là bóp thôi, động mẻ vậy cái bóp. Cái đồ này là tinh bình mới đúng, để giữ. Con ngậu rồi bỏ miền đầu nam tin miền miền là giữ lại tên bà cố mà đâu vậy? Anh mở đầu tin bệnh, mở tin khác chứ đâu. Khác hả? Tính đầu tôi lấy lại tin tắm đấy. Rồi đó thiếu suy nghĩ. Rồi tôi lấy tên miền đầu nam cũng ca đờ cũng... Tấn lên chung rồi, Nguyễn Tấn chung rồi. Tấn chung mà lấy tên thầy cô ba luôn, Tấn luôn. Nói anh giờ... Tôi lấy miền đầu nam ba ký rồi tôi lấy ông nội miền đầu nam là tin... Tin... Vô anh bóp. Ông ngoại là tên... Ba bóp. Có ông nội tôi không lấy miền đầu nam rồi. Mấy ca, chú này giữ lá, xeo hả? Sống ăn chiên chú chiên, chết ăn chú xanh hoài. Rất bà bóp. Nghe cái tên là khoái á. Mới quất không á. Tôi tính là bóp cu á. Hả đi, làm cho mới không hay uống bia uống rượu. Ông nội rồi, trăm tuổi, ông nội trăm tuổi rồi qua đời tôi đổi họ. Tập cũng đi luôn á. Hả? Đi luôn á. Đi đi đi. Đặng màu chớ mất tôi đổi họ. Làm chơi cái mát mát. Đó đi đi không? Lấy cái đi cái đi. Tôi đổi qua Tam Thái Tử. Lựa cho về Việt Nam cho mày chưa ta Tam Thái Tử, họ Tam Thái Tử này họ nước tư chờ Tam Thái Tử đó là nước nào có bao vua ba tử ba hoàng tử là Tam Thái Tử Tam Thái Tử chết rồi đâu đâu sợ gì chi nữa ăn Tam Tử không không được đổ nhị thiên đường á lấy Tam Thái Tử hả không được bao nhiêu nhị thiên đường ở Mỹ đổ họ dễ lắm chỉ tốn trăm bạc gia trò đổ họ hả vừa làm nhanh không được rồi, được rồi. Nãy giờ chứ không chứa đi. Đưa tới đồ đi tôi quốc nè. Cộm cái xong. Nặng nha, này hơi nặng nha. Mà hai mạng. Mới chôn bầu là nữ duy hồng chúa hộp ở dưới đất. Bà tía gia trường là được rồi. Nay 10 tuổi rồi. 8 năm nữa, móc lên. Hai chai nước lạnh đâu biết á. Con nói nó đi cầm ra ba hai chai nước lạnh. Chưa trả lại 5 đồng, lấy 5 đồng trốn luôn rồi. Lấy 5 đồng trốn luôn rồi. Không hiểu không? Tám, giờ bữa nào cũng trúng đầu qua ba ký á. Biết nhà bác Tám có điều kiện mà. Rồi, biết nè. Ừ, biết. Biết kêu mà. Sư phụ. Biết kêu sư phụ, Tám thì quá gặp sư phụ. Ừ, sư phụ. Không mừng, rõ rồi. Hả? Rồi, chủ nhật là MRD á. Tháng tới, tháng tới với MRD á. Tháng tới. Tháng tới. Chúng tới rồi dẫn đi ăn nhà hàng nha. Rồi, rồi. Powder Day đã nhà hàng nha. Tí. Powder Day với mấy đại đi ra Row gì? Row Garden nè. Row Garden nè. Tí đó. 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 Nó ngâm lâu hơn. Ủa nó ngâm màu hơn. Nhớ hơn. Nó nhẹ hơn. Không, không cái này nè. Bị lỡ mà. Bảo đảm luôn cho này nặng hơn nè. Đó, để thử khu thử rồi biết không? Nước giống nhà thôi mà cái này nó mau, ngâm mau. Ờ, cái nồi nó ngâm mau. Nhất nhì, nhất nhì. Tính ra nhỏ hơn em nhiều. Sao năm mấy? Năm 7 à. Ở đây 82 nè. Năm mẹ. Ờ, 82 nhỏ hơn rồi. Số. Bên đây nhỏ hơn. Thì bởi vậy người ta nói số bởi vậy. 82 quá cao rồi. Rồi bên đây lớn nhất nè. Nhỏ, ở đây nhỏ hơn đó đó. Ờ nhỏ hơn này đó. Này đến thôn đi lên nè. Hello mập. Bạn mập. Đi câu cá cho mập. Lần này nó bán cái này nó có cho đậu đây luôn không? Qua đây ngủ khổ vậy. Nó sao nhìn bà ba bà Nguyên vậy. Cho mượn bàn tay coi, lấy bàn tay coi, phi mượn bàn tay coi. Bàn tay là sao có vợ vợ. Chiếc nhẫn là đeo dừa. Xem nó ra đó. Ủa sao bụi lên ấm hồng kỳ ra hòm không ạ? Ấm đi lấy cái đồ trụ đó. Bóc tay cái đó kìa. Đồng mạng bàn tay gì đó. Cái này bà ba mới bụi nó bóc ba thổ. Không bớt cường. Bóc ba thổ. Bóc xì xô đá. Thôi chuối vậy. Thôi mẹ. Bóc ba thổ lên coi. Vô nợ con nó nổi với ba thổ. Gắn. Qua tới đây là khổ gì nữa.
đọt tới đây là tới Tây Phương rồi, giờ đợi tới đi Cực Lạc thôi. Chứ không có khổ, ai nói gì đâu về đây, tu Việt Nam thấy tu không? Chừng nào mới lên tới Tây Phương? Đúng rồi. Mình nay mình qua tu, mình được may mắn mình qua tới Tây Phương rồi, giờ chỉ đợi đi Cực Lạc thôi. Sai sai nữa chứ? Không đỡ, không đỡ. Tu quân hả? Này ốm quá rồi, không xong rồi, mất bụng luôn rồi. Gọi là có duyên hay không, chưa bộ đấy không cho đèn. Gọi lâu quá thì dừng hả? Ây chà. Không kẹt, bị đèn xanh lẻ quá. Cái đó là anh học hỏi em. Làm sao cho được? Cái đó học hỏi em. Người học hỏi hả? Học hỏi, cái vụ đó là trong xe. Bà hả? Trong xe. Bà xe. Đúng, em nói đúng. Bà bài á. Rồi chiều thứ sáu anh em ơi làm xương xương với ông già. Mai hẹn anh em ngày mai á. Anh bóp, anh bóp. Anh ta tôi là quốc tịch Mỹ rồi. Tên Mỹ là Mr. Bóp. Ở giường đang có tình cung. Ngồi kia mưa đổ liên hồn. Nói chẳng nên đâu. Vô. Bye bye, bye bye. Dạ. Lấy một cái bằng vô đây nha. Vô cục cũng người cũng phải được 2-3 bằng. Ít nhất cũng vậy. Giờ vốt đi nữa chứ cũng được 2 bằng. Được bằng lái. Rồi chúc mừng anh Bóp, Bóp. Chúc mừng anh Bóp nha. Với quý bạn chào mừng nha. Ok. Rồi, bye bye, bye bye. Rồi, hey.